tin buồn, ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí Lê Văn Phòng, sinh năm 1933, đảng viên huy hiệu 60 năm tuổi đảng, đã từ trần vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 14 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng 9 năm Giáp Thình, thường thọ 91 tuổi, lễ nhập quan lúc 14 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2024, lễ viếng bắt đầu từ 15 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2024, linh cửu hoàng tại tổ 6, ấp Thành Sơn, xã Thành Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Đinh. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2024. Lễ đồng quan lúc 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2024 nhằm ngày 14 tháng 9 năm Giáp Thìn. An táng tại nghĩa trang ấp Thành Sơn, xã Thành Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Đinh bàn tổ chức lễ tang và gia đình đồng kính báo